đào trúng của tổ ong mà thôi. Ôi ôi, cái này ơi em lỡ tay đi. Ui ôi, tốt rồi em ơi. Ui rồi, mẹ cay ngơi em lỡ tay đi. Bỏ qua lần này nhá. Ui ôi. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Minecraft sinh tồn tập thứ 2 nha. Thì tập trước là mình có đã hẹn với các bạn là mình xây nhà, thì tập này là mình cũng đang chuẩn bị vật liệu gỗ xây nhà nha. Thì hai vật liệu mình xây nhà đó là thân cây bạch dương và thân cây sồi, nó hai là phải, đó là hai chất gỗ mình xây nhà nhá. Ok, thì hiện tại là mình cũng đang cần tìm cái cây thân cây bạch dương nhiều một tí để mình có thể xây cái khung nhà, bởi vì hiện tại là khung nhà mình đang xây dở và mình đang thiếu cái thân cây bạch dương. Ok, còn thân cây sồi thì quanh rất là nhiều. Cái sồi mình thấy có vẻ là cũng khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ xuống dưới kia là mình sẽ tìm thân cây bạch dương nhé. Mình chơi tổ ong ngay bên cạnh, đào trúng của tổ ong mà thôi. Ôi cái này ơi em lỡ tay đi. Ui ôi, tốt rồi em ơi. Ui ôi, mẹ cái này ơi em lỡ tay đi. Bỏ qua lần này nhá. Ôi, không có cái đốt đâu mẹ. Họ đi rồi anh em ạ. Họ đi rồi. Rồi họ mà bám dai quá là mình cũng chết rồi. Ok, cái nhà mình xây hiện tại là bên kia nha. Vẫn đang xây cái cột, bởi vì đang thiếu gỗ bạch dương. Ui giời ơi, mẹ sao đi qua chỗ lôn nếu nào cũng ngã nhỉ. Đi thực sự luôn. Ok. Đấy, có gì. Ba phần này đi lên này, ba phần này. Gỗ cây bạch dương kết hợp với gỗ sồi. 1, 2, 3, 4 này, xong rồi. Bây giờ mình sẽ mình cạo hết cái gỗ nha. Bùng. Ok, vậy là xong cái cột. Tạo xong cột và thay đổi hai cột nữa là xong. Bây giờ mình xây nào.
Bây giờ mình sẽ làm cái trần ở tầng 1 nhé. Vừa sẽ bắt hỏng luôn cái gì luôn, hay thật. Ok thôi, ra làm nốt cái sẻng. Nhưng mà mình lấy thịt này, thịt thế nhỉ. Đây có sẵn những thịt là bít tết. Nhưng mà làm cái sẻng đi. Và phải thêm cái dìu nữa. Ok, vậy là căn nhà của mình đã hoàn thành xong được phần nửa rồi nha. Bây giờ mình sẽ lên mình xây nốt cái trần. Tập sau là mình sẽ tìm kính và mình xây nốt kính ở mấy cái ô cửa sổ nha. Ok, vậy là xong. Căn nhà mình sẽ để cái chỗ này làm giếng trời nha. Ở ngoài mình cũng để thế. Đây, mình sẽ để hết cái ô này là bánh trời. Mình sẽ lắp nốt cái chỗ này vào để làm một cái cửa ban công. Ok, vậy là căn nhà của mình đã hoàn thành xong. Cũng chưa hẳn là xong đâu anh em ạ. Có vẻ như mình sẽ cần thay đổi một chút về cái sàn nhà này. Mình sẽ đổi màu cái sàn nhà. Có dùng này. Ok, vậy là xong. Hiện tại là căn nhà mình đã hoàn thành một nửa. Còn một nửa nữa thì mình sẽ để tập sau xây. Ok, thì bây giờ chắc mình cũng phải xin phép các bạn mình tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Tạm biệt các bạn nha, bye bye.